bây giờ muốn đầu chạy thử hết bạn, đi bắt thử hết. Chào các bạn và các anh em xem YouTube ha. Thì hôm nay mình có ráp con nồi 6 lò xo ha các bạn. Đây nè, 6 lò xo, 6 chấu nè, 1 2 3 4 5 6 nè, thấy không? Loại 6 chấu này nó xài 6 lò xo nhưng bắt 3 con ốc rồi các bạn. 1 2 3 3 con ốc à. Còn mấy cái cây này để dành là để lò xo thôi ha. Vì cái đế này nó cũng hơi cứng nè. Hơi cứng cho nên bắt được 3 con là được rồi ha. Là máy này nó không sợ bị quạt lên ha. Thì nồi 6 lò xo này thì chạy thì nó bắt dữ lắm ha các bạn. Chạy rất mạnh nè. Chạy nó bắt hơn nồi 4 lò xo ha. Nhưng mà lò xo thì phải lò xo chuẩn ha, chứ mà lò xo mà không chuẩn là nó nặng lắm các bạn. Đây nè, còn bố ba càng thì mình dán lại bố năm ha. Bố năm thì chạy nó sẽ bắt mạnh hơn bố bốn, nhưng mà nó sẽ dễ bị giọng hơn bố bốn các bạn. Cho nên cái nào cũng có lợi có hại ha. Thì ai thích cái nào thì làm đấy ha. Thì phần lò xo này nè, phần lò xo này thì phải lò xo chuẩn mới được ha, chứ lò xo nhầm cái lò xo mình mua nguyên cái bộ nồi 6 lò xo về á, là 6 cái lò xo đó khi nó cứng quá là mình không có chạy được ha các bạn. Mình chạy vẫn được nhưng mà mình vô số nó rất nặng, cắt băng no không được ha. Cho nên một là thay lò xo quay alpha, hai là lò xo của cái này là nó phải chuẩn là bắt mới được. Rồi giờ tiến hành mình ráp ha. Thì mình ráp xong thì mình sẽ test xe luôn cho các bạn xem thử ha. Thì cái 6 lò xo với 4 lò xo là nó cũng tương tự nhau các bạn. Thì đi này đi cũng đi nồi nền 5 lá luôn ha. Trước sau 5 lá đều hết ha. Rồi tiếp tục lắp lò xo vô ha. Đang làm có công chuyện các bạn. Thì nó xài 6 lò xo ha. 6 lò xo nhưng mà nó bắt được có 3 con ốc rồi các bạn. Rồi thì dặn điều vô ha. Khi mình xay được tròn hết vậy nè. Thế này chưa tròn nè. Đó, khi mình xây được tròn hết vậy đó các bạn, thì mình bắt đầu mình sửa lò xo lại ha. Rồi khi sửa lò xo ngay xong mình dặn cứng lại luôn ha. Rồi dặn cứng lại luôn ha. Ok. Đấy, vậy sẽ bố ba càng. Cái này nó không có cái phe gài nha, thì diễn biến con đàn nó với con ốc được rồi.
Đó. Khi mình bắn cứng vô là cũng như mấy xe kia thôi. Thì dòng xe được, dòng xe không ha. Vậy là được nè. Còn mà xe vậy không được là không chạy được ha. Rồi sau khi mình làm xong hết thì mình ấp lại hết bạn. Rồi vô ha, vô đồng dặn ấp lại. Bắt cái nồi vô xong ha, nhưng mà mình chưa test được ha, vì chưa có bánh các bạn. Chưa có bánh ha. Chưa có bánh các bạn. Bánh mình cam là mình đang rút các bạn ha. Rồi đợi chút ha, mình bắt bánh xong mình sẽ test cho các bạn xem ha. Rồi sau khi mình ráp xong rồi các bạn, giờ bắt đầu mình chạy thử ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu chạy thử ha các bạn. Đi bắt thử ha. Rồi xong đó. Con mạnh hay mạnh giờ đi cái nhiêu mạnh vậy? 24. Từ mình là đi lại 4 5 lá chứ. Xong đó. Dạ. Xong đó. Dạ dạ dạ. Anh nhắn em ơi. Thì nhắn cũng được. Bao nhiêu ạ? Rồi bữa thì xe này mình mới test thử nha, thì đi nồi 6 lần sau nó chạy nó bắt dữ lắm nha các bạn. Còn xe này thì cái 54 ha. Nồi 6 lần sau thì vô cũng nhẹ nhàng, tại là mình đạp số rồi nè. Cắt đường thấy không? Thấy không? Là có nghĩa là nó nhẹ chứ không có nặng nha. Thì các bạn thích chơi 6 lần sau thì các bạn chơi ha. Thì mình đánh giá là rất là mạnh nha. Số số 1 hay số 2 là, và số 3 có thể là nhõng đầu các bạn. Thôi rồi chào tạm biệt các bạn ha. Các bạn thấy hay cho mình một like nha. Rồi hai tạm biệt.